cha mẹ dễ xuống sức, hay hụt hơi, đau mỏi. Giải pháp cải thiện sức khỏe sau 6 tuần từ Nestle Thụy Sĩ. Bước vào tuổi 50, sức khỏe bị sụt giảm nhanh chóng. Nguyên nhân chính là do sụt giảm khối cơ. Khi khối cơ giảm 10%, nguy cơ mắc bệnh hô hấp tăng lên, giảm 20%, vết thương khó lành. Nếu bệnh sẽ lâu hồi phục, giảm 30% sẽ khó vận động, đi đứng dễ té ngã. Nếu giảm đến 40% thì cơ thể đã ở tình trạng suy kiệt, nguy hiểm. Ở tuổi 50, hầu hết mọi người đã mất trung bình 20-30% khối cơ, khiến đề kháng suy giảm. Khả năng ăn uống cũng giảm nên thiếu hụt dinh dưỡng để phục hồi. Hãy bổ sung dinh dưỡng ngay từ tuổi 50 để nâng cao thể chất, tăng cường đề kháng với Nestle Boost Optimum cho sức khỏe vững vàng. Công thức dinh dưỡng chuyên biệt từ Thụy Sĩ, chứa đạm whey giúp nâng cao thể chất, bổ sung lợi khuẩn probiotic và chất xơ prebiotic tăng cường đề kháng. Đủ 5 nhóm chất, đảm bảo dinh dưỡng mỗi ngày, tất cả chỉ trong một ly, giúp cải thiện sức khỏe sau 6 tuần. Món quà cho sức khỏe, mua ngay tặng cha mẹ, mua ngay tại hệ thống Con Cưng, siêu thị và các trang thương mại điện tử. Tìm hiểu thêm về Nestle Boost Optimum với hai từ khóa, đạm whey và khỏe cơ.